Đây, khi mà con xe nó vượt lên thì chúng ta có thể thấy là đèn nó sẽ sáng nha mọi người. Đây. Đấy, nếu mà chúng ta xi nhan vượt trái mà con xe từ bên trái đi lên thì nó sẽ keo như vậy đấy. Chào mọi người, ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái bộ cảnh báo đêm mù tích hợp trên cột A, được lắp đặt cho tất cả các cái dòng xe luôn ha. Và đây là một chiếc xe đèn xanh MG bản ZS, bản nhập Thái nha mọi người. Mọi người có thể thấy là sau khi mình lắp đặt hoàn thiện thì bên phía cột A của chúng ta nó sẽ có hai cái cảnh báo điểm mù như thế này. Đối với cái chiếc MG này thì nó có sẵn một cái cột A nhỏ như vậy, cho nên là nó sẽ rất là đẹp nha mọi người. Khi mình lắp lên thì nó sẽ rất là đẹp. Nguyên tắc hoạt động của cái bộ cảnh báo điểm mù này thì nó rất là đơn giản thôi. Khi mà chúng ta đi trên đường không có xi nhan gì hết ha, mà con xe nó vượt ở phía sau lên bên trái hoặc bên phải, thì cái đèn ở bên cột A bên trái hoặc là cột A bên phải nó sẽ sáng lên nha mọi người. Còn khi mà chúng ta xi nhan thì xi nhan rẽ bên nào đó mà con xe ở phía sau nó vượt lên thì nó sẽ vừa chớp đèn và nó sẽ vừa keo luôn nha. Khi mà chúng ta không xi nhan mà con xe ở đằng sau nó vượt lên thì mọi người có thể thấy là nó sẽ sáng đèn ha mọi người. Đèn nó sẽ trên cục A bên phải nó sẽ sáng khi mà có xe ở phía sau. Đấy, xe vượt lên thì nó sẽ sáng đèn. Còn khi mà chúng ta xi nhan mà có xe thì nó sẽ keo luôn tít tít nha mọi người. Đấy, nó sẽ cảnh báo. Đấy, khi mà xe nó vượt lên thì đèn nó sẽ báo. Đấy, khi mà có xe nó vượt lên thì chúng ta có thể thấy là đèn nó sẽ sáng nha mọi người. Đây. Đấy, nếu mà chúng ta xi nhan vượt trái mà có xe từ bên trái đi lên thì nó sẽ keo như vậy đấy. Thì cái bộ cảnh báo điểm mù này nó rất là hữu ích đối với những cái dòng xe, thì ví dụ như có những dòng xe nó đã trang bị sẵn như là của Mazda thì nó đã có sẵn, của Ford, nhưng mà đối với một vài dòng xe thì nó rất là thiếu, thì chúng ta có thể lắp cái bộ tích hợp lên cục A hoặc là lắp tích hợp vào mặt gương luôn nha mọi người, thì nó đều được hết. Gương thì có thể là gương sấy hoặc là mình có thể mình thay mặt gương nó có tích hợp sẵn là sấy vào đó luôn, thì nó rất là phù hợp và nó rất là hữu ích và cần thiết cho cái xe.